Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật. Kính Thánh Gi-la-đô, một tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế, trong giờ kính hôm nay, xin kính mời cộng đoàn cùng chiêm ngắm Thánh Gi-la-đô với chủ đề Thánh Gi-la-đô, mẫu gương sống đời thánh hiến. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp lòng với Thánh Gi-la-đô, với các thiên thần và các thánh trên trời. Chúng ta khấn xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa giờ kính này, để giờ kính này được sốt sáng và sinh nhiều lợi ích thiêng liêng cho mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cảm tạ Chúa vì những điều lạ lùng cũng như tình yêu Chúa đã dành cho nhân loại qua cuộc đời Thánh Gi-la-đô, vì tu sĩ nhỏ bé sống trọn đời thánh hiến trong dòng Chúa Cứu Thế và đã trở nên mẫu gương đời sống thánh hiến. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gi-la-đô, xin Chúa cho chúng con quyết tâm dấn thân theo Chúa cách trọn vẹn, trở nên chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hiệp cùng Thánh Gi-la-đô kính mời cộng đoàn cùng ca ngợi Thiên Chúa qua bài hát Tình Yêu Đã Chọn. Cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trích Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cu-bê và Gioan là em ông Gia-cu-bê đi theo. Người đưa các ông đi riêng ra với mình lên một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cuộc hành trình bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến được ví như một tác phẩm văn chương được Thiên Chúa viết lên, trong đó vang vọng những khát vọng của con người và khơi gợi cuộc đối thoại đậm chất tin mừng. Cuộc hành trình theo Chúa của mỗi người vốn được vạch ra bởi tình yêu của Chúa, được Chúa dòng sẵn trong tình yêu và mời gọi mọi người bước vào hành trình ấy cùng với Chúa, với tình yêu của người. Mỗi người được Chúa mời gọi đi vào cuộc hành trình với Chúa một cách thiết thân. Chúa tách riêng và dẫn dắt họ đi đến một ngọn núi cao. Chính ở nơi đó, một cách thiết thân, Chúa đã cho họ trải nghiệm được vinh quang huy hoàng của Thiên Chúa, kinh nghiệm thiết thân vẻ đẹp của Chúa. Chính trong cuộc hành trình dưới sự dẫn dắt của Chúa như thế, mỗi người được đón nhận sứ điệp từ Thiên Chúa: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Và chính khi con người để cho Thiên Chúa dẫn dắt trong hành trình đời sống mình như thế, bước đi trong ơn gọi thánh hiến Chúa thương ban như thế, mỗi người được khám phá ra chính Chúa đang đồng hành trong từng bước đi. Mỗi người được chính Chúa chạm vào. Và vì thế, đời sống của người sống đời thánh hiến sẽ ngày qua ngày được biến đổi, ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn, ngày càng được đắm chìm trong Chúa. Và rồi, đời sống của những người sống đời thánh hiến tỏa ra vẻ đẹp, làm nổi lên và phản chiếu các khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống và hoạt động của họ. Trong tình yêu của Thiên Chúa, những người sống đời thánh hiến tiếp tục canh tân đời sống của mình. Họ sống các lời khuyên tin mừng và thực hành các lời khuyên đó một cách cụ thể và thiết thực qua từng ngày sống. Những người sống đời thánh hiến trở thành những con người sống chứng nhân cho vẻ đẹp tình yêu Thiên Chúa, vẻ đẹp đậm nét và căn bản của Thiên Chúa tình yêu mà Chúa đã ban cho đời thánh hiến. Và chính chứng từ cuộc sống cụ thể như thế đã giúp cho người dân thấy được các đường nét tươi đẹp của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian này và mời gọi họ đáp lại tình yêu đó. Trong tình yêu của Chúa, những người sống đời thánh hiến sống trong thế gian và giữa thế gian, sống đúng cuộc sống tốt đẹp trong từng ngày sống, sống như Đức Giêsu đã sống trong từng ngày sống ở trần gian này. Với cuộc sống trọn vẹn dành cho Thiên Chúa, đắm chìm trong tình yêu Thiên Chúa, tất cả vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn, Thánh Girado đã trở nên mẫu gương đời sống thánh hiến. Thánh nhân đã sống một đời sống dấn thân trọn vẹn cho Chúa, lao mình theo Đức Giêsu Kitô, đồng hóa ngày càng sâu với Đức Giêsu Kitô, nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, đắm chìm trong cầu nguyện,
đời sống tu trì của Thánh Gia-đô bành trướng sâu hơn và rộng hơn trong Đức Giê-xu Ki-tô, tương quan ngày một mật thiết hơn với tha nhân, sống trong thế gian và cho thế gian, cho phần rủi của bao người. Thánh nhân đã sống các lời khuyên tin mừng là khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo một cách triệt để nhờ nỗ lực gắn bó với Chúa Giê-xu cách mật thiết bằng sự hiệp thông đích thân với Chúa. Thánh nhân đã biết chọn bản vị Đức Kitô làm trung tâm đời sống của mình và nối tiếp sự hiện diện của Đức Kitô với sứ mạng cứu chuộc của Ngài trên trần gian. Và như thế, chính Chúa cứu thế và thần khí tình yêu của Chúa ở cùng thánh nhân, bước đi cùng thánh nhân và luôn hiện diện nơi các hoạt động trong đời sống tu trì của Thánh Gia-đô. Nhờ kết hợp mật thiết với Đức Kitô, Thánh Gia-đô cũng hiệp thông chặt chẽ với anh chị em trong đời sống thánh hiến, làm nên đời sống tông đồ thừa sai một cách sống động, dấn thân cho người nghèo, những người bên lề xã hội, những người bị bỏ rơi, để rồi mang đến cho họ sự chữa lành và niềm vui có Chúa. Nhờ một đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, khát khao trở nên giống Chúa Giê-xu, nỗ lực sống như Đức Giê-xu đã sống, Thánh Gia-đô đã sống đời thánh hiến cho Chúa qua các lời khuyên tin mừng là khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo một cách trọn vẹn, mang nơi mình tâm tư của Chúa Giê-xu cứu thế và dịu cảm với người bị bỏ rơi, bơ vơ, tất bạc. Thánh Gia-đô thấy được nhu cầu của những người xung quanh để đến với họ trong Chúa. Và rồi Thánh Gia-đô đã nên chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tình yêu trong đời sống thánh hiến của Ngài. Nhờ ơn Chúa, Thánh Gia-đô như một mẫu gương đời sống thánh hiến cho các thế hệ tiếp theo dấn bước theo Chúa cứu thế, trở nên những chứng nhân của Chúa cứu thế cho thế giới hôm nay. Giờ đây, chúng ta cùng ca ngợi những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời Thánh Gia-đô qua bài hát Người Công Chính. Trong thánh linh, say ngôn ơn siêu thánh.
Hiệp cùng Thánh Girado chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Sống đời thánh hiến là sống như Đức Giêsu đã sống, sống tròn các lời khuyên tin mừng là khiết tình, vâng phục và khó nghèo. Xin Chúa ban cho những người sống đời thánh hiến sự thanh khiết từ trong trái tim, sự vâng phục tận cõi lòng và đời sống khó nghèo triệt để như chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã vì nhân loại đã trở nên nghèo khó tận cùng. Ngõ hầu những người sống đời thánh hiến, sống tín trung với Chúa, sống trọn vẹn các lời khuyên tin mừng, hiến mình trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa từ nhân. Nhờ lời chuyên cầu của Thánh Gerardo, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Sống đời thánh hiến là lựa chọn lối sống dấn thân theo sát Đức Giêsu, nên một với Chúa, trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa cho thế gian này. Nguyện xin Chúa và tình yêu của Chúa đi vào cuộc sống của mỗi người, để ngày qua ngày mỗi người chúng con sống tình yêu của Chúa, đáp trả tình yêu và làm chứng về tình yêu của Chúa cho thế gian này. Nhờ lời chuyên cầu của Thánh Gerardo, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chính sức lan tỏa của tin mừng nước Thiên Chúa khiến dân chúng muốn gặp Đức Giêsu trung tâm của tin mừng. Xin Chúa cho thêm nhiều bạn trẻ ngày nay có khát mong được tìm gặp Chúa mỗi ngày, gắn bó với Chúa, cảm nghiệm rõ hơn về mục đích Giêsu thiết thân để thấm đẫm tin mừng cứu độ của Chúa, và từ đó dấn thân làm lan tỏa sức sống tin mừng, loan báo về một Đức Giêsu Kitô cứu thế cho những người xung quanh, và rồi nhiều người được lãnh nhận ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Giêsu Kitô cứu Chúa. Nhờ lời chuyên cầu của Thánh Gerardo, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp ý đọc kinh Thánh Gerardo. Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta. Thánh lạy Thánh Gerardo, vì người có lòng kính mến Chúa hết lòng nên cũng rất tận tình thương yêu người ta. Ngay từ khi còn sống ở trần thế, người đã ra tay giúp đỡ những người nghèo khó, những người gặp gian nan tự thân. Chúng con thật lòng tin tưởng cầu xin người cứu giúp chúng con. Chúng con đang phải buồn phiền lo âu, nhân là ban cho chúng con ơn riêng này. Xin người cầu bầu cho chúng con được ơn biết noi gương người, là luôn vâng lòng yêu mến, tin cậy nơi Thiên Chúa. Amen. Chúa cứu thế.
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lăng. Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Đấng Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cường thanh cường tinh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đau nương Việt Nam, cầu cho chúng con. Thánh Gerardo, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Giờ kính thánh Gerardo đến đây là hết. Con xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúc quý ông bà và anh chị em một buổi tối an lành trong ân sủng Chúa. Hẹn gặp quý ông bà và anh chị em vào giờ kính thánh Gerardo tối mai. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em.